Xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của Zone nhé các bạn nhé. Vòng Hoa xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay Zone và Vòng Hoa lại có chuyến đi lên trên bản để trao quà của các mạnh thường quân đến với những gia đình đặc biệt khó khăn các bạn ạ. Đi nhà em nhỉ? Vâng. Mấy hôm nay thì thời tiết rất là nóng các bạn ạ. Và hôm nay mấy hôm nay thì Zone và Vòng Hoa cũng không ra được video đều rất mong tất cả quý vị và các bạn thông cảm cho Zone và Vòng Hoa nhé. Nóng quá cũng không đi được. Em Vàng Hoa đi một đoạn đi bộ thôi mà toát hết mồ hôi. Ở tại ngôi làng này thì người dân người ta chưa có cái nguồn điện để thắp sáng các bạn ạ. Mà toàn là sử dụng cái nguồn điện bằng nước ấy, bằng sức nước. Đây, phía xa xa kia là một là trung tâm của cái ngôi làng này. Bây giờ John và Vàng Hoa đang di chuyển đi sang chỗ nhà em Cú nhé, có ba anh em mồ côi đấy. À đây rồi, em gái hôm nay ở nhà em. À. Đây là em gái út trong gia đình có ba anh em một cô đây các bạn. Hôm trước thì John cũng có đến chia sẻ về gia đình của nhà em Cú rồi và cũng đã trao một suất quà trị giá 2 triệu đồng cho gia đình nhà em Cú, nhưng mà hôm đấy thì John có nhắc và có bảo là em ấy vào đi chợ, vào chợ phiên đấy thì mua được 2 con lợn về nuôi. Nhưng mà em mới đi ra chợ thì lại hết mất lợn đấy, hết mất lợn con ấy, nên là em đấy lại mua gà. Mua gà về nuôi nhưng mà chả biết sao lại. Hôm trước thì John có gọi điện cho em Cú thì được biết là mua được 80 con gà con như này. Đây chắc là gà này đây. Mua được 80 con gà con nhưng mà về lại bị chó nhà hàng xóm này nhảy vào cắn chết mất. Cắn chết gần hết, bây giờ chỉ còn có hơn 20 con thôi. 30 con nhỉ. Đấy. Nếu một cách thì cũng có mà. Con nào sổ ra ngoài là bị chó cắn hết. Nhà trên này thì người Hơ Mông họ làm nhà rất là cao. Mời tất cả các bạn đi vào bên trong nhà của em Cú nhé. Thực ra ở trên này đi mua những cái đồ dùng hoặc là những con vật nuôi để người ta bán ở chợ đây thì rất là khó, phải chờ vào những ngày chợ phiên các bạn ạ. Đây. Hôm nay hai anh trai của em đi đâu rồi? Hôm nay anh cả thì đi cùng họ đang chơi con đường rồi, còn anh hai thì đi cùng họ khai thác rồi. À thế à? Vâng. Đây John giới thiệu với các bạn, đây là bên trong của nhà em Cú nhé. Đây ba anh em mồ côi và mồ côi bố từ khi còn rất nhỏ. Và mẹ của ba em thì đã đi lấy chồng, đã đi xây dựng gia đình mới. Còn ba anh em bây giờ đang phải tự lập sống chung trong cái ngôi nhà này. Đây là phía sau của nhà em Cú nhé các bạn nhé. Phía sau của nhà em Cú nuôi rất nhiều ong này. Đây là những chiếc thùng ong được đặt ở phía sau nhà. Này. Và đằng sau này xem còn tổ nào nữa không. Đây, đây là cái thùng nữa này. Những tổ ong như này thì đang có rất nhiều mật nên là nó rất là dữ nhé.
Đằng kia còn mấy cái thùng nữa. Chắc là em cú nuôi để có thêm tiền để trang trải cuộc sống các bạn ạ. Mật ong này trong này bán cũng rất là tốt. Mật ong này rất là tốt cho sức khỏe. Trên này là vùng sâu vùng xa cũng không thể giao thương buôn bán được cái gì cả các bạn ạ. Đây là một thằng cu ở bên nhà hàng xóm đang chăn lợn này các bạn. Để John hỏi xem. Mày tu mua cu búa cái giò? Dạ. John nói tiếng Mông là em bé đi chăn lợn phải không? Xong em trả lời là phải. Cho là xem nhiều lợn không ạ. Một con lợn đen, một con lợn trắng. Lợn này thịt ăn rất là ngon nha các bạn nhé. Người dân ở trên này người ta chăn lợn thì người ta không có sử dụng cái thuốc tăng trọng này, hoặc là cái cám tăng trọng. Con này hơi gầy một tí. Ui, con bên này ăn no nhỉ. Con bên này no thật đấy. Ôi. Không chăn hai con bên này à cu? À thế à? À đấy, hôm nọ mà mua được hai con lợn thì có phải tốt không? Bởi vì cái giống gà này cần phải có cái kinh nghiệm chăm sóc rất là cẩn thận thì nó mới phát triển được các bạn ạ. Đây em bên này là anh trai họ của nhà em cú này, nhà bên kia, nhà xóm bên kia các bạn. Đây, các bạn ạ, hôm nay thì John đến để trao cái suất quà của một mạnh thường quân đang sống ở Mỹ có tên là ông Châu và chị Út. Hôm trước ông Châu có gửi cho John $100 nhưng mà trong $100 đấy thì là có cho vàng hoa và John 500.000, còn lại là 1.800.000 là trao cho bà Lành và trao cho gia đình của nhà em cú đây, là đã chia nhau được mỗi người 900.000. Hôm nay là chồng nay là John sẽ đến trao 900.000. 5 6 7 8 9 ở đây đấy nhá em nhá. Em tên là gì? Tên là Sanh. À đây là anh đến thay mặt ông Châu và chị Út ở Mỹ nhá. Đây chào cho ba anh em nhà em là 900.000. 900.000 lần này là hứa với anh là sẽ đi mua lợn đấy nhá, không mua gà nữa. Vì mua gà nó rất là khó chăm. Đấy, mua gà thì nó cần phải thuốc này, thuốc kia này thì nó mới sống được. Đây là lần này em là chợ phiên thì mang 900.000 này chắc là được một con lợn nhỉ em nhỉ? Vâng, chắc mua đủ để mua một con lợn. Vì hôm trước bà Lành cũng có ở dưới Quỳnh Lim đấy. Và cũng mua ra chợ phiên mua một con lợn là cũng 900.000 thôi. Vâng. Cháu xin cảm ơn bác Châu và bác Úc đã gửi quà cho chúng cháu ba anh em nhà cháu. Xin cảm ơn hai bác rất nhiều. Cháu rất hài lòng. Hai bác đã gửi quà cho nhà chúng cháu. Đấy, em Út trong gia đình cũng không được đi học đâu nhưng mà nói cũng rất là giỏi đấy. Đây là anh trai họ ở bên cạnh này. Anh đây là cũng anh tên là anh Về. Và anh trai họ của ba em này. Đây, ba em cũng sống tự lập nhưng mà cũng được anh Về đây trợ giúp rất là nhiều. Vâng. Đây xin cảm ơn cho bác cháu với này bác Úc bây giờ đã gửi quà cho ba anh em cháu đây. Thì đã được nhận quà của hai bác rồi thì cháu cũng hơi hài lòng cảm ơn hai bác nhiều. Thì cháu xin cảm ơn hai bác. Vâng, cháu xin chào hai bác nhé. Vâng. Vừa lúc nãy em Về cũng có chia sẻ là ở bên cạnh nhà em Về đấy là cũng có
một trường hợp nữa là bác đấy bị mù lòa đúng không nhỉ? Và nó bị mù hết hai mắt. Vậy thì già đấy, cũng người già già rồi. Vậy thì bây giờ John và em về sẽ đi sang bên đấy để chia sẻ về cái hoàn cảnh của cái bác đấy cho tất cả quý vị và khán giả cùng xem nhé. Cùng đây, đây, ba anh em mình cùng đi sang bên đấy nhé. Đây, hãy dẫn anh Nhung đi sang với mua ông đấy. Đây, chào em nhé. Về gửi lời hỏi thăm sức khỏe của anh John đến anh trai của em nhé, xong là bảo anh rồi có nhắc lại là nhờ là đi mua một con lợn như lần trước anh nói đấy. Vâng ạ. Không mua gà nữa vì mua gà khó chăm lắm. Vâng ạ. Thế nhá, anh về nhá. Vâng. Chúc hai anh chị đi vui vẻ. Anh cảm ơn em nhá. Bây giờ ba anh em mình sẽ đi sang nhà bên kia nhé các bạn nhé. Chào cả nhà nhá. Nhớ nhớ chế hả? Chào à. Chế mà. Íp làm mà lụp ấy, mũ mà không nói íp làm mà lụp. Không được có cái à? Dạ. Đường đi xuống đây à? Đây là một ngôi nhà trình bằng đất sét này các bạn. Đây là cái mẫu nhà, cái mô hình nhà mà người ta làm bằng đất sét nha các bạn nhé. Rất là bền luôn. Mình chuyển nhà xây để mà làm được một cái ngôi nhà, một căn nhà bằng đất sét như này mất rất nhiều công sức vào đây nhé các bạn nhé. Cái này phải nhờ cả làng làm khoảng tầm một tháng mới được. Mời tất cả các bạn đi theo John đi vào ở đây các bạn. À đây rồi. Đây là một nhân vật mà em về vừa chia sẻ với John đây. Là ông chú này là bị mù mắt. Mù hai mắt à chú? Áo lúc hỏi giúp bụi kia hả? Áo lúc hỏi giúp bụi à? Chú nói được tiếng Kinh không? Nó không nói được. Chú bốc hai. Chú bốc hai à? Chú còn trẻ mà nhà, còn trẻ thì... Nó sinh năm bao nhiêu? Em về. Em cũng không nhớ nhưng mà chắc nó phải hơn 50 rồi. Hơn 50 tuổi rồi. Chú mù hạn rồi phải không? Mù hạn rồi. Chú tên là gì? Chú. Chú. Em có thể kể lại về cái hoàn cảnh của chú không? Trước là chú ở đâu? Chú ông nó ở Hà Giang. Hà Giang là nó ở xã huyện Bắc Quan, xã Đông Tiến. Thế là mới chuyển về đây ở với ai ở đây? Ở ngôi nhà ở với này. nhà chú Ly ạ. Vâng. Thế ông bị mù hẳn như thế này được mấy năm rồi anh? Từ lúc nhỏ rồi. Từ lúc nhỏ rồi à? Vâng. Thế là ông không có vợ con à? Không có. Thế thì mới khổ rồi. Không có vợ con mù từ lúc nhỏ rồi. Thế ông đi lại vẫn đi lại được nhỉ? Đi lại được mà, ông có cái này mà. Ông đi thì ông cứ lấy cái này. Ông lấy cái gậy này. Cái chỗ trồng như này là nó thấy chỗ nào nó sâu là nó biết. Sâu là nó biết. Vâng. Là nó không có đường đi là nó đi dưới mặt cỏ thì nó cũng biết thì nó cứ lấy cái này chỗ đi thôi. Thế. Vâng. Chắc là ông vẫn nó quên cái này. Nó quên cái này thì lúc nào đi thì nó phải có cái này dẫn trước thì nó mới đi. Nếu là sâu chỗ nào thì nó biết cái đường đi. Tức là ông chú bình thường đi như này à? Vâng, đi cái lấy cái gãy này. Nhưng mà làm sao để ông đi được những con đường như này? Nó nhớ rồi. Nhớ hướng được. Ông nhớ phương hướng đúng không? Vâng. Thế cho anh hỏi là ông có biết tiêu tiền không? Có. Thế bây giờ đây. Cặp bơ sứ giá xuống mà cả. Cặp bơ dùng giá sứ giá xuống mà. Ồ, lúc bao phải chơi sát để mua. Đưa thử cái tờ đây em đưa cho ông này. Cái tờ này xem là ông có biết bao nhiêu tiền không nhá. Đoán thử xem ông biết tờ này bao nhiêu nhá. Số này các bạn có phải thấy ở tay à? Ngoài chơi giảm đấu là rồi đấy, cho tính sức thắng rồi bảo là. Có tính sức thắng ấy à? Nó bảo là nó sờ, nó kiểu nó là cái lồng vàng, cái tay nó xước hết nhiều, nó sờ nó không quên, nó không nhớ. Tức là đan lồng gà nhiều, bây giờ tay bị xước rồi, không cảm nhận được nữa đúng không? Cả số thấy các bạn làm có à? Bảo đâu.
Nhưng mà cứ bảo ông thử một lần xem sao. Cả sáng sáng cả tối sáng cả hết cả bữa hay đó. Chỉ bỏ là. Chỉ tao tiến sức đánh chỉ bỏ là. Cả số thế mà. Chỉ bỏ là. Cả tối sáng mà. Cả hai ví dụ thằng cả hai chơi. Lấy cho ra cả số số cả tối sáng như bây giờ mà. Nhà chị giao tất cả. Đưa ra cho ông chú này ông chứ một cái thử thách và xem là ông có cảm nhận được cái đồng tiền này không. Nên nói rằng ôn như vậy. Giờ anh sẽ tao tiến sức đánh à. Đang cả là tối sáng mà. Sau khi đưa cho ông ấy, ông chứ tờ tiền 500.000 nhưng mà ông do là sau khi ông giàu đan lồng gà đan lát này xong là ông đã tay đã bị xước rồi nên bây giờ ông không còn đủ cái cảm nhận được để biết được cái đồng tiền này là bao nhiêu tiền nhé các bạn nhé. Ông cầm luôn đi. Ông chứ ơi, đây là hôm nay là cháu đến với được sự chỉ dẫn của em về đây là cháu mới biết đến ông. Cháu cũng xin tặng lại cái đồng tiền mà cháu vừa đưa thử thách cho ông nhé. Đấy, tờ này là tờ 500.000 này. Đấy, xong là cháu lại tặng thêm một tờ nữa là 1 triệu cho ông nhé. Để ông có tiền để ông... Bắt cho thì thấy coi. Ăn luôn cho tôi cái gì đấy, mua quần, mua áo này. Ở xe mà thì là... Đây là để cháu nhắc lại nhỉ, đây là có em về đây làm đại diện cho ông luôn vì ông không biết nói tiếng phổ thông các bạn ạ. Thế là anh nói lại một chút, đây là số tiền này của bà Châu Lan đang sống ở Mỹ nhá. Vâng, bà Châu Lan đang sống ở Mỹ. Đây là bà Châu Lan là có nhờ anh chuyển cho anh số tiền là 1 triệu. Vâng, để anh tùy ý để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đấy. Vâng. Hôm nay được em chia sẻ dẫn anh vào đây để gặp chú thì nhìn chú cũng khó khăn như này. Vâng. Chú cũng bị khuyết tật từ nhỏ đấy, bị mù loà từ nhỏ. Từ lúc nhỏ. Thì gửi lại tặng lại cho ông số tiền là 1 triệu đồng. Đấy, để ông cứ mua thức ăn này, mua cái gì đấy thì quần áo để trang trải cuộc sống của ông ấy. Rất là giỏi nhỉ? Nhìn ông xuống thì nó rất là khổ. Rất là khổ, nhưng mà ông ấy đi lại bằng cái gậy này. Gậy này. Vì đâu cũng phải lấy cái gậy này chọc chắc thì chúng là sau hay nung là nó mới biết đường đi. Hôm trước anh đến nhà em cú đây không biết đâu. Ông đấy em quên đúng không? Đấy là em quên đấy, hôm nay em quên. Tôi về với em về đến nhà hỏi phải nghĩ cho về với mới bảo là thế anh con dẫn đi sang nhà ông chú bây giờ ông chú rất là khổ. Vâng. Thì có chờ ta. Vâng. 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 Châu, cảm ơn. Đây là những thành phẩm của ông chứ đan được đấy nhá. Đây là những chiếc ổ gà các bạn ạ. Đấy, gà đang ấp trứng. Ui, giật mình. Thấy không? Đây là một ngôi nhà chỉnh tường bằng đất sét, rất là rộng, khá là kiên cố các bạn. Ông chứ mặc dù ông bị mù lòa nhưng mà ông vẫn đan được những cái sản phẩm nhìn rất là bền và đẹp để phục vụ cho gia đình. Đây, ví dụ như là sản phẩm này đây các bạn, nhìn cũng khá là đẹp. Đây là hạt ngô. Hạt ngô được trồng trên nương đây các bạn. Đây là những cái miếng phên này, những cái miếng vách này cũng là của ông chứ đan hết đây các bạn nhé. Sàn này sàn ngô hay là sàn để ngồi chơi? À, sàn này là ông làm để các cháu ngồi trên này chơi đây. Ông giỏi thế nhà, ông mù hẳn, ông làm được cái này, chôn cột cả thật năm nhá. Chôn cột đàng hoàng đấy. Khá là kiên cố. Thôi nhờ, bây giờ tối rồi, bọn anh xin phép thôi. Nhá, ông ơi, ông chứ ơi. Tối rồi bọn cháu xin phép là bọn cháu mù chế đấy. Mù chế à, mù chế tỏa. Cái nhà chính giả, chúng ta là ông hả?
Mùa mưa rất tuổi. Mùa rất tuổi chị biết à? Ừ. Nên bây giờ tối rồi, mình và Hoa cũng phải lên đường để đi về với các bạn. Đi về nhà em nhỉ? Vâng. Chào chú nhá. Đây là một chiếc chuồng để nuôi gà nhé. Rất là sơ sài, đơn giản. Gà trên này thì người Hơ Mông người ta hay nuôi cái giống gà đen đấy các bạn. Thịt ăn thì cũng rất là chắc và thơm ngon. Xin giới thiệu với các bạn, phía trước đây là nhà của bà Xuân nhé các bạn nhé. Thì tuần trước thì có một cô ở Australia đang gửi một số tiền 20 đô cho bà Xuân. Nên là nhân tiện thì John và Vàng Hoa cũng đi qua nhà bà Xuân đây. Thì nhân tiện là vào trao cái phần quà này cho bà Xuân luôn. Đi lấy chuối. Bà đi lấy chuối á? Ừ, lấy chuối ở nước. Đây là một góc nhìn từ phía sau của nhà bà Xuân nhé các bạn nhé. Căn nhà của bà thì khá là lụp sụp. Mời tất cả các bạn cùng vào bên trong nhà bà Xuân nhé, để gặp bà Xuân nhé. À, hôm nọ bà nói là làm bánh phải không nhỉ? Làm bánh. Ở đây giới thiệu với tất cả các bạn, đây là món chuối sấy khô để làm bánh của người Tày ở trên này nhé các bạn nhé. Đây là chuối tây. Chuối tây và đem về. Cái này có phải luộc qua không bà? Có phải luộc qua không bà? Hả? Chuối có phải luộc qua xong mới sấy không? Dừa, dừa sạch mới luộc. Luộc mới đi. Bà rất là chăm chỉ, chặt được nhiều củi lắm. Đây là mấy hôm trước có một cô tên là cô Kenda đang sống ở Australia có gửi cho bà Xuân là 20 đô các bạn ạ. Bây giờ John và Vàng Hoa sẽ trao cái phần tiền này cho bà Xuân để bà Xuân có tiền để trang trải cuộc sống. Bà Xuân là sống một mình độc thân nha các bạn nhé. Độc thân từ nhỏ. Cái ngôi nhà này thì cũng do một người cháu của bà dựng tạm cho bà ấy. Bà cấy lúa xong chưa bà? Cấy rồi, xong rồi. À thế à? Khác cấy. Ừ. Bà khác cấy à? Ừ. Khác cấy, không có nhiều cái người được, à? Dùng một bên nhân cầu với mở xuống vào cấy, hộ cấy. À thế tốt quá nhỉ. Nhân làng hộ cấy. Vâng. Hôm nay mình và Vàng Hoa sẽ trao cái phần quà của cô Kenda đang sống ở Australia. Cô có gửi cho John là 20 đô nhờ John chuyển đến cho bà Xuân các bạn nhé. Mình đã chuyển sang tiền Việt là được hơn 300.000, 320.000 các bạn ạ. Ừ, đây bà ơi, con gửi bà nhá. Vâng. Ừ, bà mang cái số tiền này đi mua thức ăn để có thức ăn nhá bà nhá. Vâng. Cảm ơn cháu. Vâng. Ừ, con nhìn cháu cho bà. Con nhờ cho bà 200 cháu khóc bảo cho 100 cháu mất bao nhiêu tiền này cho bà đấy. Trong này là vẫn là cái ít chuối khô để làm bánh chuối. Bà sấy khô bằng bằng ngọn lửa. Cháu vậy thì cháu làm bánh chuối lần nào chứ? Cháu chưa. Nhưng mà trên làm cháu họ làm thế mà không làm khó. Hành trình tiếp theo thì John và Vàng Hoa sẽ di chuyển đi đến chỗ nhà chú Xì nhé các bạn nhé. Ui đây, măng khô đây. Ngon chưa? Đây là măng tre rừng nhé các bạn nhé. Được phơi ở trên những cái mái ngói như này để làm măng khô các bạn. Nhìn khá là ngon nhỉ. Mấy hôm nay nắng rất là to các bạn ạ, ở trên này thì nhiệt độ rất là cao. Phơi măng như này khô rất là nhanh và nó sẽ làm cho cây măng
nó ngon hơn nha các bạn nhé. Con chào ông nhá. Mấy em bé đang tắm này các bạn. Tắm này, nước này lạnh không em? Không lạnh đâu. À, mát thì à? Chào em nhá. Ở nhà em. Đi nhà chế bà. Hôm nay bố có nhà không? Có ạ. À kìa. Chồng em có nhà không em? Chồng à, đi làm nhỉ. Đây là toàn cảnh nhà chú Xì nhá các bạn nhá. Cháu chào chú nhá. Vâng. Nhà chú? Ừ, nhà thôi. Vâng. Chú nhỏ bò à? Vâng. Chú vào nhà đi. Vâng, cháu cảm ơn. Vào nhà. Đây, cháu lại lên chơi với gia đình để có tin vui. Để mang quà của các mạnh thường quân lên cho gia đình chú. Thế cả cháu em đấy. Vâng. Đây là toàn cảnh bên trong nhà chú Xì nhé các bạn nhé. Như video trước, John cũng có đề cập đến chia sẻ về gia đình nhà chú Xì đấy. Toàn cảnh của nhà chú Xì thì là vợ của chú Xì sau khi sinh được hai người con trai thì là vợ của chú Xì đã bỏ đi Trung Quốc lấy chồng. Và chú Xì này có nuôi hai người con trai đó và đã cưới vợ cho người con trai cả thì là sinh được em bé đằng kia đấy. Mới sinh được mấy hôm thì lại người con dâu của chú Xì lại treo cổ tự tử. Còn em đang bế con kia là con dâu út của nhà chú Xì. Khi mà con dâu út của nhà chú Xì chưa kịp về làm dâu ở căn nhà này thì là mẹ của em bé kia đã treo cổ tự tử ấy. Thì là em này con dâu út này về là cũng phải làm mẹ thay con dâu cả làm mẹ của em bé này luôn các bạn ạ. Đấy, hiện tại thì bố của em bé là phải đang đi làm thuê để kiếm tiền để nuôi em. Đấy, bây giờ em bé đang sống với ông nội này. Đây là ông nội tên là chú Xì nha các bạn nhé. Còn bên này là cô con dâu út, chồng của con dâu út. Hôm nay chồng em hôm nay đi đâu rồi? Chồng em hôm nay đi tìm ong rồi ạ. À, chồng của em hôm nay đã đi lên rừng để tìm ong. Tìm ong về bán đúng không? Vâng ạ. À. Đấy, kẹo của cô Vàng Hoa ngon không con? Ủa ca? Vâng ạ, đúng rồi. Căng không? Căng căng ư? Chị bó hạt. Căng không? Chị bó hạt. Nếu chị cả hái ư? Thả tôi thả hành rồi ạ. Chú nhá. Ừ. Đây là số tiền là của cô Kenda đang sống ở Australia. Đấy, có gửi nhờ cháu chuyển 50 đô tiền đô nhưng mà cháu đã chuyển sang tiền Việt rồi. Được 800 nghìn này. Hơn 800 nghìn đấy, cháu mua ít bánh kẹo. Cản cháu về thế là vì lý do là đường xá xa xôi thì cháu hai đi hai người đấy thì là không chở được mì gói với chả gạo như mọi khi nữa. Là cháu sẽ đưa tiền mặt cho chú để phiên chợ nào xong là chú ra chợ để chú mua gạo nhé. Đấy, mua gạo ấy. Con bố quan trọng là mua gạo thôi. Đấy, cháu dặn là mua thêm sữa này, mua sữa với thuốc này. Thuốc ho hạ sốt này với chả sữa này mong về cho cái bé dự phòng. Khi nào nó ốm thì lại đường xá xa xôi mua đi mua đi. Mấy ông chỗ này mà nó mua phải mua thuốc để cái đồ kia cho nó khỏe. Có lúc mà hết tiền ông không ngon ngon lắm chút là chú ký mà khó ký tiền lắm một lại. Xin cả ơn các mạnh thường quân là quy tình cho chú này ông Xì này là quy là cả ơn anh em nhá. Đây là cũng tối rồi cháu với Vàng Hoa lại xin phép đi về thôi. Vâng.
Xin chào các bạn thân nhá. Cháu với vàng hoa xin phép đi về đây. Chúc chú luôn luôn mạnh khỏe nhá. Chào em nhá. Cháu về nhá. Chú nào có mẹ sang chú. Như vậy là bây giờ trời cũng đã chuẩn bị tối rồi nhá các bạn nhá. Bởi vì cái mùa này thời tiết rất là nóng nực, nên là John và Vàng Hoa có thể di chuyển đến những bản làng vào buổi chiều được thôi các bạn ạ. Bây giờ hai anh em mình sẽ di chuyển để đi về các bạn ạ. Bây giờ thì John cũng xin khép lại video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người nhá.